Chào các bạn đến với kênh Nguyễn Vlog Cuộc Sống Nhà Trọ. Hôm nay vợ chồng mình mời các bạn dùng món cá đuôi hồng chiên các bạn, với canh cải ngọt, ô lộn, cải ngọt luộc các bạn. Đúng không? Đây cái đuôi hồng chiên đã các bạn, đuôi chà bá luôn cái đuôi. Nước mắm chấm mắm ngon hết sảy rồi. Bây giờ mình ăn cá đuôi hồng chiên cải ngọt chấm mắm các bạn. Cải ngọt luộc chấm mắm mới đúng. Ăn cơm đi. Con ăn gì? Không nè. Sao mắt bị giật vậy ta? Cho mày. Cơm mẹ cho không biết không đi không? Nó được tím nè. Nó được nghe không? Nghe biết rồi. Ký hơn 2 cái bao vậy các bạn. 62.000, nó là 55.000 ký. Chắc cũng được hay mà cá bự ha. Cá chất lượng mà. Cái gì vậy? Hồi sáng ăn chiên nó tươi ngon, thử miếng nè, hai chén cơm luôn á, ngon, bào quá, bí, ừ, ngon, ngon, ngon thôi, em ăn, em làm mà, ngon, ngon, dở ngon, nó đẹp à, ngon. Đi ra nhà về không được nhà. Chúng ta chén cơm quá, ngon. Ngày mai em làm bí anh ăn đây. Dạ. Yeah. Sao còn căng căng? Cắt đi nó ra luộc. Cho chú ăn quá. Cái gì mà mình ăn nữa? Cứ mà ăn cơm.
Dễ chạy nè, cái nồi cơm điện nó rát rồi hả? Nó lên mấy nước. Ừ, ăn đấy. Giá thôi. Thôi, để bụng ăn cơm, uống nhiều quá rồi. Hồi no không ăn được nhiều quá. Nãy anh về quên hỏi dặn anh coi ở ngoài rồi cũng chị đó có người ra trong hương á lén không lén bánh chán nướng không em ơi làm tả không em ơi không lắm như điện hay hạ không nè đấy cắm điện phải không đi chồng mới nhặt quá trời bự luôn. Nước mắm này em làm đúng không? Em để rồi. Thank you.
Để anh hỏi chạy vô. Hẹn lại các bạn những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh Nguyễn Vlog Cuộc Sống Nhà Trò. Chào các bạn nhé.